Chào bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái chủ đề là ghi cái gì cũng ghi nó ra thật chi tiết thì chúng ta mới thấy ra được, để thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Mình kể cái câu chuyện nó như vậy để các bạn hình dung ra. Bắt đầu cái đoạn vô này thì mình thích cái câu chuyện của mẹ Teresa. Mẹ Teresa có một cái câu nói của mẹ Teresa. Mẹ Teresa có câu nói rất là hay, là mẹ nói như vậy này: cứ mỗi người mà quét sạch trước cửa nhà mình thì sẽ góp phần làm cho thế giới này sạch sẽ hơn. Cái câu nói này nó gợi đến cho chúng ta rằng là mỗi người cứ làm tốt cái phần việc của mình đi, là mọi thứ nó sẽ tốt tốt đẹp ra. Nó tốt ra, nó có nhiều cái tuyệt vời hơn. Cái câu chuyện nó là như chỗ này. Có một cô bạn, cô này cổ gặp mình, cứ lâu 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 cổ gặp mình, cái cổ rên, mình hay gọi là cổ là thợ rên, thợ than á, than túc ngoài Quảng Ninh mà cổ mang vào trong Sài Gòn này. Cổ than dữ lắm. Trước tiên là cổ than về chồng, nói chồng đủ điều đó, cuộc sống này không đẹp là do chồng. Rồi xong rồi con thì nó đứa nó thông minh nó này kia, lại là than hết, than chồng đã rồi cái bắt đầu than cái chỗ mà cổ mướn mặt bằng á, cái chỗ mà cổ đang làm kinh doanh á. Chủ cái tòa nhà này họ không có tạo điều kiện, họ khó khăn. Lắp nói chuyện tiếp với bắt đầu là cổ rên rỉ cho cơ quan thuế. Rồi xong là tới kể chuyện tên cộng cảnh sát giao thông, rồi cơ quan chính quyền, nói chung là rồi nói hồi thì có nói tới môi trường thực phẩm không an toàn, nói chung là thôi. Rồi nói chuyện với cô bạn này một buổi là thôi, toàn là những cái việc phán xét và tiêu cực. Các bạn này, và cái gì bạn cũng phán xét được, cái gì bạn cũng tiêu cực được đó. Tuy nhiên sau hồi nói chuyện tôi cần là xong, là bạn muốn bạn thay đổi, bạn muốn cuộc sống nó tốt hơn. Thế là cái vấn đề nó như thế nào ạ? Cái vấn đề ở đây là cái tính cách bạn nhìn nó phán xét và nó tiêu cực quá. Nó là cuối cùng bạn không có thay đổi được. Tại sao chúng ta không làm tốt cái phần việc của mình đi? Chúng ta cứ quan tâm vào cái việc của người khác rồi cứ đổ thừa cho người khác, phán xét cho người khác. Bây giờ mình kể bạn một cái góc độ, cái câu chuyện với một cái góc độ khác. Bản thân mình từ sáng nào mình cũng dậy mình tập thể dục, 5 giờ sáng mình dậy mình tập thể dục rồi. Mỗi sáng mình dậy mình tập thể dục thì mình chạy vòng cái khu của mình, một cái vòng khu của mình thì mình thấy các bạn bảo vệ đứng các cái góc, người thì đứng ở cái góc này, người đứng góc kia, góc nọ, và ai cũng làm việc như thế đó. Họ đã có một đêm thức rồi, 5 giờ sáng họ vẫn cứ làm tốt cái nhiệm vụ của họ. Thậm chí có người còn mình chạy ngang còn ra hiệu chào mình nữa, và họ rất là vui. Thỉnh thoảng thì cũng có những anh bảo vệ cầm bấm cái điện thoại, dán mắt vào trong điện thoại, chắc là chat chích gì đó, xem phim gì đó ở trong cái điện điện thoại. Nhưng mà chung quy cả một đêm qua, cả cái khu mình nó rất là an toàn, và những ngày ở đây nó rất là an toàn. Mình thầm cảm ơn những người bảo vệ đó, họ đã góp phần, họ đã thức cả một đêm, họ đã góp phần làm gì, làm cho cái khu của mình nó được an toàn hơn. Thì mình cũng thấy những hình ảnh những người gì lao công lúc 5 giờ sáng, bắt đầu họ quét dọn rác, họ làm mọi việc. Và mình cũng thấy hình ảnh gì những cái người mà họ chăm sóc cây cảnh á, giờ đó bắt đầu họ cắt tỉa cái cây cảnh, họ tưới nước, họ bón phân, họ nhổ cỏ. Các bạn ạ, những cái con người đó họ làm những việc rất là bình thường mỗi ngày, họ cũng là người bình thường thôi, họ làm những công việc rất là bình thường của mỗi ngày ngày thôi. Tuy nhiên mình lại thấy họ họ tạo ra một cái kết quả rất là phi thường. Vì sao mà nói như vậy? Vì cái khu mình đang sống là hơn 4.000 cái hộ dân đang sống, phải từ 8 đến 10.000 người một cái khu rộng lớn. Nhưng mà cái khu này rất là an ninh, rất là an toàn, rất là sạch đẹp, không khí rất là trong lành. Mình rất thích cái khu này. Vậy thì những công việc bình thường của những người bình thường đó, họ đã tạo ra một kết quả rất là phi thường.
là giúp cho bạn đó những cái con người gia đình để có cái cuộc sống tốt và an toàn, bạn thấy không? Nếu mình cũng nhìn vào cái group khu dân cư này, mình thấy là đầy nhiều người lên cứ phán xét, cứ trách móc từng chút, đi tìm những việc nhỏ nhặt, trách móc từng chút, mà họ họ thiếu đi một cái tấm lòng cảm ơn, thiếu đi một sự yêu thương, và cứ chực ai đó làm gì là phán xét à, trách móc à. À, cái góc nhìn mình thì thay khác. Cái người nào mà họ tự phán xét và họ cứ tiêu cực vậy thì thực sự họ tự đi bào chữa những cái lỗi của họ thôi. Có người của họ đầy lỗi đâu á, chả làm được việc gì đó. Các bạn thấy những người đó họ không làm việc gì to tát, và họ nhìn đâu họ cũng thấy lỗi. Khi bên trong chúng ta có vấn đề thì chúng ta nhìn đâu chúng ta cũng thấy vấn đề. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Thì tất cả những người này khi gặp mình á, mình hay bắt họ là ghi chi tiết ra, phải ghi rất là chi tiết, lấy giấy ra ghi chi tiết là bây giờ bạn trách chồng phải không? Vậy thì cụ thể là bạn trách việc gì? Bạn ghi ra. Ổng hay nhăn nhó bạn phải không? Thì phải ghi ra. Và ổng nhăn nhó vì cái việc gì? À, các bạn hình dung ra điều này chưa? À, tại sao ổng hay cằn nhằn bạn? Cụ thể là ổng cằn nhằn việc gì? Phải ghi rõ ra. Ghi việc 1, việc 2, việc 3 rất là rõ ra. Hoặc là bạn kinh doanh không hiệu quả phải không? Bạn nên để cho việc kinh doanh không? Thì bạn phải ghi ra kinh doanh không hiệu quả cái gì? Cụ thể những cái gì nó không hiệu quả, bán hàng không hiệu quả hay sale không hiệu quả hay cái gì không hiệu hiệu quả. Ghi rất là chi tiết ra, cái gì mà bạn nên nghĩ là cái đó bạn ghi chi tiết ra. Khi ghi chi tiết ra rồi, vậy thì bạn mới lại ghi, bạn mới nhìn vào những chi tiết đó bạn nói, vậy thì làm gì để chúng ta cải thiện nó? Làm gì để chúng ta tăng thu nhập? Làm gì chúng ta để có nhiều khách 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 hàng? Ghi rất là chi tiết là làm gì, giải pháp luôn. Và khi nào thực hiện? Những cái công việc đầu tiên mà bạn thực hiện đó là việc 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 gì, ai là người chịu trách nhiệm khi việc này không thực hiện, bạn với ai nữa, bạn bạn hình dung chưa? Và bạn tập trung, bạn giải quyết triệt để những cái đó vào, bạn khắc phục đi thì tự nhiên nó tốt thôi. Tại vì bạn tập trung vào điều đó là bạn đang muốn cho nó tốt ra, bạn muốn sửa hết lỗi những cái việc đó. Nhiều người họ họ không chịu thay đổi mà họ cứ muốn tất cả người khác thay đổi, các bạn có mắc cười đâu mà, rồi họ cứ nói người khác không thay đổi mà chính bản thân họ không có chịu thay đổi. Bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì khi chúng ta bắt đầu lên những việc đó, nghĩa là các bạn đang trên hành trình khắc phục cái điểm yếu kém và đi đến cái vấn đề tốt, thì chắc chắn rằng bạn đi giải quyết vấn đề đó thì tự nhiên cái cuộc sống bạn nó luôn tốt ra, nó luôn ý nghĩa hơn mỗi ngày. Và khi mà bạn tốt, bạn ý nghĩa hơn mỗi ngày á, thì chuyện gì nó xảy ra, cái niềm vui sướng của bạn đó, cái điều tốt của bạn nó lại lan tỏa qua những người bên cạnh. Còn nếu không, bạn không thay đổi, bạn cứ rên rỉ, bạn mang cái rên rỉ đó rồi bạn đi gieo dắt, rồi bạn mang cái điều phán xét tiêu cực đó bạn gieo dắt với người bên cạnh, các bạn không? Phán xét tiêu cực thì đi như thế nào? Đi gieo dắt những người phán xét, những người tiêu cực. À, bạn tập trung vào điều tốt, bạn vui mỗi ngày, bạn hiệu quả mỗi ngày, thì bạn cũng đi gieo những điều đó tốt mỗi ngày. Mình khuyên các bạn ra rằng này, hãy dành những giây phút trong cuộc đời cho chúng ta những cái điều tốt. Vì sao các bạn biết không? Chúng ta sống không có nhiều. À, bạn sống 80 tuổi là chúng ta chỉ có khoảng 960 tháng để chúng ta sống thôi. Và bản thân mình thì đã bay hơn 400 tháng rồi. Chúng ta còn có 400 tháng, và nếu mà bạn vẽ một cái ô ra, mỗi ô là một tháng, và bây giờ mình vẽ hơn 400 tháng nữa, cứ mỗi tháng mình gạch đi mất một ô, mỗi tháng mình gạch đi mất ô, mỗi cái ô đó mình bôi đen đi, thì các bạn thấy cái số ô nó càng ngày nó càng bóp lại. Vậy thì cái thời gian chúng ta sống được thời gian này đâu có còn nhiều đâu mà chúng ta phán xét, chúng ta tiêu cực, chúng ta rên rỉ chứ cho nó mệt. Hãy dành toàn bộ cái thời gian đó cho cuộc đời chúng ta nó có ý nghĩa. Không những cuộc đời chúng ta nó ý nghĩa, và dành toàn bộ thời gian đó giúp cho người khác cuộc sống có ý nghĩa, bởi vì bạn sống không còn nhiều nữa đâu. Bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn nào chưa dám ra khởi nghiệp thì hãy ra làm đi, bởi vì bạn sống không còn nhiều nữa đâu, bạn đừng có hẹn. À, đây là một ít lời tâm sự cho mình trong cái đoạn video này. À, các bạn muốn nghe tiếp những lời tâm sự của mình, những chia sẻ, những câu chuyện của mình thì các bạn hãy đăng ký xuống dưới này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.